Phật cũng đã khuyên vua Cha Tịnh Phạn, cũng như 20.000 người thuộc dòng tộc Thích Ca, hãy phát tâm xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và phát nguyện cầu sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đó là cảnh giới Cực Lạc. Nếu như đối với tịnh độ pháp môn không có lợi ích thì Đức Phật đã không giới thiệu cho vua Cha Tịnh Phạn và 20.000 người thuộc dòng tộc Thích Ca xưng danh hiệu Phật và cầu sanh về cõi nước đó, phải không quý vị? Và Ngài bảo rằng khi Ngài vượt thành xuất gia, để lại cho vua cha bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, để lại cho người thân những cảnh đau lòng. Bây giờ đây Ngài ca khúc khải hoàn trở thành bậc giác ngộ rồi, món quà vô giá mà Ngài trao tặng cho vua cha, trao tặng cho hoàng gia Thích tộc, cũng như trao tặng cho tất cả chúng sanh, đó chính là giới thiệu tịnh độ pháp môn, khuyên người xưng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và phát nguyện cầu sanh về cõi nước đó là một thế giới an lành. Ai được vãng sanh Cực Lạc là người đó vĩnh viễn chấm dứt sanh tử luân hồi, cho nên nói không còn bị thối chuyển trở lại, tiến thẳng mãi đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không bị thối chuyển nha quý vị.